Em chuyên trị cho mấy bé, tôi dạy thì giống vậy nè. Này nó nhiều vậy phải cố gắng thôi con ạ. Sao nó hết được? Thì lần đầu tiên Hải đi lấy mụn này ha con. Thế mấy con là đi từ lúc mấy giờ hả chị? Đi từ 8 giờ đã bắt đầu nhà đi. Đi nãy đi lên chạy vòng vòng kiếm lâu rồi lâu. Trời sao chị không gọi cho em chỉ cho? Hồi nãy có gọi cho bé nhân viên á, gọi em gọi cho Thế là chị mướn xe đi hay là chị đi xe nhà? Dạ. Đi kiếm mình đường số phường 7, được đường số 3 rồi nhưng mà phường 7. Từ bên đó mà đi nãy giờ đi kiếm vòng vòng lâu lắm mới qua tới được đây. Chạy ngược tới chạy luôn, chạy ngược chạy luôn. Dạ, nó dày cả mặt của Hải luôn nè. Nhắm mắt đi Khải, nhắm mắt đi. Để chơi. Nhắm mắt lại đi sao thầy cháu về. Nó sâu quá trời, cứ ngắt luôn. Mấy này không lấy ra nó sẹo cái mặt con ếch. Bị sẹo đó chị. Sẹo mai mốt là thua. Nên mình ở nhà có sử dụng sữa rửa mặt không Khải ha? Dạ không. Con không xài sữa rửa mặt luôn hả? Không xài gì hết. Trời ơi. Phải ít nhất phải rửa mặt sạch chứ con.
đi chị mượn mà cái kêu với anh tài xế, mà anh tài xế là vợ của ảnh là tổng làm bên mượn á, chị mượn mà giấu giấu không tại lên đi chị mượn mà kêu ảnh chở vậy đó hả? kêu giấu đâu dám nói đi chị mượn đâu, nói để có chuyện. Này con ngứa không Khải à? Không ngứa à? Tại cô thấy con, cô thấy có mấy nốt nó giống như nó trầy á. Thấy móc không? Thấy cái tay không móc hoài. Bởi vậy nó mới thâm nè. Nhỏ thôi chứ lớn gì. Dạ em 591 á chị. Mua ở quá trời luôn, cố gắng tí nha. Khải bị cả tay với lại ở đâu nữa chị, lưng hả? Cái lưng ít, cái lưng từ cổ xuống có hổng đi nhiều, uống thuốc đó là nó cũng đỡ. Lâu ngưng hết thuốc là nó rơm lên y như là dữ dội lắm, nhìn nó ghê. Nhìn nó không dám trận. Nhưng mà Khải có chơi thể thao không con? Dạ không. Chị được mấy bé hả chị? Có mình phải rồi. À. Tranh thủ đi, chứ để muốn học cái không có ngày nào ở không chứ. Dạ. Mấy bé giờ em thấy nó học quá trời luôn. Tội nghiệp. Học gì đâu mà kính rồi hết trơn à. Bữa nay cũng có một cô kêu học nữa nè, mà nghỉ học con người thấy học thêm à. Ý là đi học thêm á hả? Dạ, học khó xíu con. Học khó thì sao trường cô cũng không nghỉ học thêm. Chị ở Tiền Giang là ở khúc nào hả chị? Ở phường 7, gần cái chỗ cầu Dương với Dì Mố Tàng. À. Em hỏi gì cho em cũng rành. Tại mấy cái điểm đó cũng chánh chánh á. Nếu ai có về Tiền Giang thì Dì Mố Tàng rồi cũng hay cứ đi. Trời, cục này nó viêm nè con. Có, ừ, mũ nè. Cô lấy nhẹ nhàng nhất rồi đó. Cố gắng một xíu. Mình đi học này kia mình cũng cần cái ngoại hình đúng không, da nó láng láng này kia mình cũng có tự tin hơn không, với bạn bè rồi mai mốt có bạn gái rồi nữa không, rồi hơn nữa là công việc này, này kia nó cũng thuận lợi, mình cũng tự tin hơn không. Con cố gắng một chút nha. Bây giờ thì chưa biết mắc cỡ mà không có chịu đi kêu nảy vô lắm rồi. Nhưng mà về phải rửa mặt nè. Rửa mặt sạch là cái đầu tiên ha. Nhưng mà bây giờ mình đi chừng nào mới đi nữa được hay lận ha cô. Quan trọng là lịch của chị, nhưng mà thông thường bên em thì sẽ khuyên một tuần
Giống như trường hợp của cô Hải là cũng bị rất là nặng luôn rồi nè, mụn dày quá là phải cố gắng, tại vì sắp tới hết nghỉ hè là Hải không có đi được nữa, nên phải cố gắng tranh thủ. Khoảng một tuần hoặc 10 ngày đó cô thầy. Dạ, tầm đó chị. Nhưng mà lần sau cũng nên cũng nặng tiếp nữa. Cũng lấy sạch nè. Tại vì cái mụn này nó nhiều lớp ở phía dưới này nè. Để cũng lâu năm rồi. Lâu lắm, mấy năm rồi. Hồi từ hồi lớp qua lớp 6 là bắt đầu có mụn nhiều nhiều lên. Chứ tới giờ lớp 10 rồi. Mấy năm. Thấy nhiều quá, cái đi đi bác sĩ da liễu là không có cho đụng vô, không cho nặng gì hết á. Nó mặn thì nó cũng vẫn còn nằm nguyên đây à, nó đâu có hết đâu. Uống thuốc cho nó lì lì xuống. Okay. Yeah. Yeah, I see it.